Bạn Oanh nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, hôm trước thì cô sửa cho các em câu C của câu 1 rồi, nhưng mà bây giờ cô sợ không đủ thời gian cho nên là cái câu nào mà trọng tâm thì cô sẽ sửa trước nha. Thì hôm nay cô sửa trước câu 2 với lại câu 3. Đầu tiên là câu 2. Mời bạn phát đọc cho cô yêu cầu của câu 2. Cho tam giác ABC gọi D, ME theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. A chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành. B nếu tam giác ABC cân tại A thì tứ giác ADME là hình gì? Vì sao? C nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác ADME là hình gì? Vì sao? D trong trường hợp tam giác ABC vuông tại A cho biết AB bằng 5 cm, AC bằng 12 cm. Tính độ dài AM. Rồi. Rồi đầu tiên ha, cho tam giác chúng ta sẽ vẽ hình của cái bài này trước. Rồi để tránh mất thời gian thì cô đã vẽ sẵn cái hình ở đây rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại các bạn cách vẽ hình ha. Cho tam giác ABC thì mình sẽ vẽ tam giác ABC, tam giác thường thôi nha. Sau khi vẽ tam giác ABC xong thì bây giờ chúng ta sẽ xác định trung điểm ha. Đầu tiên điểm D. Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng nào? Cô mời bạn Quỳnh Giang. Các bạn mở cam lên nha. Cô mời Quỳnh Giang ha. Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng nào? Dạ, điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đúng rồi, tại người ta ghi DME theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và CA cho nên D chính là trung điểm của đoạn AB ha. Thì cô sẽ lấy D là trung điểm của đoạn AB. Sau đó đánh dấu hai cái đoạn nhỏ này bằng nhau ha. Rồi, tiếp theo M là trung điểm của cạnh nào? Cô đang hỏi bạn Giang ha. Dạ, M là trung điểm của BC. Đúng rồi, M sẽ là trung điểm của BC cho nên là tiếp theo mình sau khi vẽ tam giác mình sẽ lấy trên cạnh BC mình sẽ lấy M là trung điểm. Sau đó đánh dấu hai cái đoạn nhỏ này bằng nhau bằng ký hiệu hai dấu gạch nha. Rồi cuối cùng E. E là trung điểm của AC. Đúng rồi, E chính là trung điểm của AC ha, AC hay là CA gì đều được. Thì trên cái cạnh AC này chúng ta sẽ lấy điểm E sao cho E là trung điểm của đoạn AC và đánh dấu hai cái đoạn nhỏ này, mỗi đoạn đều bằng nhau và đánh dấu bằng ba dấu gạch hoặc các bạn có thể đánh dấu khác, miễn sao là chúng ta phải đánh dấu khác so với lại hai cái ký hiệu còn lại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ bắt đầu ghi cái giả thiết kết luận. Có nghĩa là trong thi chúng ta không nhất thiết phải ghi giả thiết kết luận, nhưng bây giờ cô ghi là để chúng ta biết xem là trong đề bài người ta cho cái gì rồi ha. Rồi bây giờ giả thiết thì ở đây người ta chỉ cho mỗi cái tam giác là tam giác ABC. Rồi trong tam giác ABC đó có các cái trung điểm. Thì bây giờ mình sẽ viết nó dưới dạng ký hiệu đi. Đầu tiên D là trung điểm của cạnh AB. Thì mình sẽ viết cái dạng ký hiệu đó là gì? Cô mời bạn Tuấn. Đình Tuấn. Dạ, hô cô là BD bằng AD. Đúng rồi. BD bằng AD. Và muốn tính đoạn mỗi đoạn này ta sẽ làm như thế nào? Dạ, hô cô bằng BA chia 2, AB À, chia 2. AB chia 2. Bởi vì D là trung điểm của đoạn AB cho nên muốn tính mỗi đoạn nhỏ ta sẽ lấy đoạn lớn là đoạn AB ta chia cho 2. Rồi tiếp theo ha. Dạ hô Rồi. cô là Rồi M ha. dạ hô cô là bằng BM bằng CM. Đúng rồi, ta sẽ có BM bằng CM hay là bằng MC gì đều được ha. Và bằng BC chia 2. DC chia 2. Rồi cuối cùng ha, E. Cô là AE bằng CE. Đúng rồi, AE sẽ bằng với lại CE hay các bạn có thể đọc là EC đều được nha. Và muốn tính nó ta sẽ lấy. Bằng AC chia 2. Rồi, AC chia 2, mỗi đoạn nhỏ sẽ bằng đoạn lớn chia cho 2. Rồi, ở câu A người ta yêu cầu cái gì vậy Tuấn? Hô cô là chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành. Rồi, bây giờ ta phải chứng minh được cái tứ giác ADME là hình bình hành.
Rồi bây giờ muốn chứng minh được ADME. Là hình bình hành. Thì ta phải chứng minh được theo dấu hiệu nào nè. Thường thường là cô hay hướng dẫn tụi em là chứng minh theo dấu hiệu là tứ giác này sẽ có hai cái đường chéo. Ở quên hai cái cạnh đối diện vừa song song mà vừa bằng nhau. Vậy thì bây giờ ha. Trong cái tứ giác ADME cô đã vẽ hẳn cái màu xanh riêng ra để tụi em nhìn kỹ cái tứ giác này ha. Thì theo trong cái tứ giác ADME này em sẽ chọn cho cô một cặp cạnh đối diện hay là hai cạnh đối diện á. Rồi cô mời bạn chọn cho cô ha, mình có thể chọn bất kỳ cạnh nào. Chẳng hạn như là AD thì sẽ đối diện với cạnh nào, cô mời bạn Phát. Cô Phát AD. Ơi, trong tứ giác này AD đối diện với cạnh nào? AD đối diện với M cô. À đúng rồi, với M hoặc là DM thì sẽ đối diện với cạnh nào? AE cô. À đúng rồi, AE. Thì bây giờ mình sẽ chọn ra một cái cặp cạnh ha, chẳng hạn như AD với ME, mình sẽ chứng minh chúng vừa song song mà vừa bằng nhau. Được chưa? Giả sử mình sẽ chọn hai cạnh này đi ha. Các bạn có thể chọn hai cạnh còn lại cũng đều được nha. Giả sử mình sẽ chọn AD với ME. Thì mình phải cần chứng minh đó là AD bằng với lại ME. Và đồng thời AD phải song song với lại ME. Thì khi hai tứ giác mà có hai cạnh đối diện vừa song song mà vừa bằng nhau như vậy thì nó sẽ là hình bình hành. Nhưng mà quan trọng làm sao để mình chứng minh được cái đoạn ME này song song với lại AD. À, theo các bạn thì làm sao mình chứng minh được ME này song song với lại AD. Đối với các bạn, ME là cái gì của tam giác ABC á? À cô mời Oanh. Dạ thưa cô, là đường trung bình ạ. À đúng rồi, chính xác. Mình sẽ chứng minh làm sao cho ME ha, chính là đường trung bình của tam giác ABC. Rồi khi nó là đường trung bình của tam giác ABC, các bạn quan sát ha. E là trung điểm của cạnh thứ nhất nè, M là trung điểm của cạnh thứ hai, cho nên ME chính là đường trung bình của tam giác này. Được chưa? Thì khi nó là đường trung bình của tam giác thì nó sẽ song song với cạnh thứ ba của tam giác, đó là cạnh AB nha, nó song song với cạnh AB trước. Khi nó song song với AB, rồi cô ghi ra nè, nó do nó là đường trung bình của tam giác ABC cho nên là nó sẽ ME ha, nó sẽ song song với cạnh AB. Thì khi nó song song với AB thì chắc chắn là nó cũng sẽ song song với cái cạnh AD. Đó là mình đã chứng minh được song song rồi. Chứng minh song song với AB trước, xong rồi chứng minh suy ra nó song song với AD là chứng minh được một ý song song. Muốn chứng minh nó bằng nhau mình lại dựa vào tính chất đường trung bình nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta đi chứng minh song song trước, rồi từ đó chúng ta đi chứng minh bằng nhau sau nha. Rồi đầu tiên bước 1 là ta đi chứng minh ME là đường trung bình của tam giác ABC để chứng minh được ME song song với lại AD. Rồi muốn chứng minh ME là đường trung bình của tam giác ABC thì bước đầu tiên thì ta phải đi xét tam giác trước nha. Chứng minh đường trung bình của tam giác thì xét tam giác, đó là xét tam giác ABC. Có. Rồi có cái gì nè, muốn chứng minh đường trung bình ta dựa vào hai trung điểm nha. E là trung điểm của cạnh nào, nói ra. M là trung điểm của cạnh nào, cô mời Oanh. Dạ thưa cô, là có AE bằng EC. Đúng rồi, AE bằng với lại EC. Cái này trong giả thiết hồi nãy bạn Tuấn bạn đã nêu rồi ha. Rồi. Có. À, BM và BM bằng MC. Đúng rồi, BM bằng MC. Cái này cũng giả thiết luôn ha. Rồi, từ đây suy ra được điều gì? Suy ra ME chính là đường trung bình của tam giác ABC. À, đúng rồi, chính xác. Suy ra ME. Đó, do M là trung điểm của cạnh thứ nhất, E là trung điểm của cạnh thứ hai, cho nên nối M với E lại thì ta được ME chính là đường trung bình của tam giác ABC.
Rồi, khi ME là đường trung bình của tam giác ABC thì ME sẽ có tính chất gì ha? Rồi, ME sẽ có tính chất gì vậy On? Dạ thưa cô, là ME sẽ song song với AB và đúng, bằng AB chia 2. Đúng rồi, ME sẽ song song với lại cạnh AB, được chưa? Do nó là đường trung bình của tam giác, nó nối trung điểm cạnh thứ nhất là cạnh AC, nối trung điểm cạnh thứ hai là cạnh BC, thì nó sẽ song song với cạnh thứ ba của tam giác, đó là cạnh AB. Chứ các bạn đừng nói trực tiếp là nó song song với AD nha, tại vì bây giờ mình đang xét tam giác ABC mà. Rồi, nó song song với AB và đồng thời nó có tính chất đó là song song với cạnh AB thì nó sẽ bằng AB chia 2. Đó. Rồi, khi ME song song với AB thì suy ra được ME cũng sẽ song song với gì luôn? Anh ơi, ME mà song song với lại AB thì đồng thời ME sẽ song song với gì? Dạ, ME sẽ song song với lại AD luôn cô. Đúng rồi, chính xác. Khi nó song song với cái đoạn dài này ha, các bạn tưởng tượng khi nó song song với cái đoạn dài này thì điểm D nó thuộc cái cạnh AB, cho nên là nó cũng sẽ song song với AD luôn. Do là D thuộc cạnh AB. Rồi, tiếp theo ha, ME thì bằng AB chia 2, như vậy ta chứng minh được một ý là song song rồi. ME song song với AB rồi, AD rồi, bây giờ ta phải chứng minh được ME bằng với lại AD, làm sao để chứng minh được ha anh? Cô hỏi lại câu hỏi đi cô. Đây, ME thì bằng AB chia 2. Vậy bây giờ mình cũng phải chứng minh AD thì bằng gì ha? AD bằng AB chia 2 ạ. Đúng rồi, đây, trên giả thiết cho nè các em. Hồi nãy bạn Tuấn bạn tính đó, AD chính là bằng AB chia 2 nè, các em thấy chưa? Này là do mình giả thiết ha, AD nè bằng AB chia 2. Vì là lý do đó là do cái điểm D đó là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đó, rồi ME thì bằng AB chia 2. AD cũng bằng AB chia 2, vậy từ đây mình suy ra điều gì anh ha? Dạ thưa cô, suy ra ME như thế nào với AD? ME song song với lại AD. À, song song mình suy ra ở trên rồi mà, nó cùng bằng AB chia 2. À đúng rồi, nó bằng nhau. Được chưa? Lý do là vì nó cùng bằng AB chia 2 ha. Đó. Rồi, chỗ này là mình đã chứng minh được hai ý. Ý thứ nhất là song song, ý thứ hai là bằng nhau. Vậy thì từ đây mình muốn chứng minh tứ giác này là hình bình hành. Mình chỉ cần xét cái tứ giác này là được nha. Bước 1, bước tiếp theo đó là xét tứ giác. Xét tứ giác gì ha? Bạn Oan ơi, nghe cô nói không? Bây giờ ta sẽ xét tứ giác gì? Dạ thưa cô, là xét tứ giác ADME. Rồi, xét tứ giác ADME có nè, có thứ nhất đó là gì? Dạ có ME bằng ME bằng AD. Rồi, ME bằng với lại AD. Rồi, cái này vừa chứng minh được ở trên ha. Rồi, ME như thế nào với AD nữa? Dạ ME song song với lại AD. Đúng rồi, nó song song với AD rồi, cái này cũng là chứng minh trên rồi. Từ đây suy ra được điều gì ha? Dạ, suy ra tứ giác ADME là hình bình hành. Đúng rồi, suy ra cái tứ giác ADME chính là hình bình hành. Đó. Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau chính là hình bình hành. Thì cái này chính là theo cái dấu mình đang chứng minh theo dấu hiệu nhận biết ha. Rồi. Rồi, vậy như vậy là ta đã chứng minh xong câu A.
Rồi câu B nha. Câu B. Bây giờ người ta cho thêm vào trong cái giả thiết của đề bài này là nếu tam giác ABC cân tại A thì người ta hỏi cái tứ giác ADME là hình gì, vì sao. Vậy thì bây giờ giả thiết có thêm một cái câu nữa ha, có thêm một cái giả thiết nữa, đó là AB, tam giác ABC cân tại A. Đó, bổ sung thêm phần giả thiết của đề bài. Giờ cộng thêm giả thiết là tam giác ABC nha. Cân tại A. Đó. Ta hỏi là cái tứ giác ADME, đây, tứ giác lúc nãy mình vừa chứng minh đó là hình gì? Thì nãy mình đã chứng minh đó là hình bình hành rồi, bây giờ lại bổ sung thêm cái điều kiện là cái tam giác ABC lại cân tại A nữa thì khi đó nó trở thành hình gì? Vậy thì chúng ta tới phần này chúng ta phải dựa vào các cái dấu hiệu nhận biết mà chúng ta đã học ha. Vậy để chúng ta xem thêm là nếu như tam giác này mà cân tại A thì cái hình bình hành này nó sẽ có được thêm cái điều kiện gì nữa. Rồi theo các bạn ha, tam giác ABC cân tại A thì từ đó ta suy ra được cạnh nào bằng cạnh nào. Tam giác ABC nha, cô mời anh Tuấn. Dạ, hơn cô là cạnh AB bằng AC. Đúng rồi, cạnh AB sẽ bằng với cạnh AC. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ quan tâm ha, cạnh AB và cạnh AC. Đây, AB với AC đây nha. Rồi, nếu như bây giờ trong trường hợp mà AB với AC bằng nhau. Rồi, đây hai cạnh của tam giác ha, bằng nhau. Thì khi đó cái tứ giác lúc nãy nó sẽ có những cạnh nào bằng nhau. Rồi, các bạn để ý ha, trong bây giờ ta quan tâm đó là cạnh hai cạnh đó là cạnh AB và cạnh AC, hai cạnh này lúc này nó đang bằng nhau ha. Mà cạnh AD. Đây, D thì thuộc là trung điểm của cạnh AB. Thì có phải là AD chính là bằng AB chia 2 chưa? Rồi tiếp theo ha. E thuộc cạnh AC. Mà E lại là trung điểm của cạnh AC nữa. Thì có phải là AE chính là bằng AC chia 2 chưa? Đây các bạn nhìn hai cái giả thiết này ha. Rồi AD thì bằng AB chia 2. AE cũng bằng thì lại bằng AC chia 2. Mà AB với AC lúc này lại bằng nhau thì khi đó ta sẽ có được đoạn nào bằng đoạn nào ha. AD thì bằng AB chia 2. Được chưa? AE thì bằng AC chia 2. Mà AC và AB bằng nhau thì AD với AE như thế nào với nhau? Mời anh Tuấn. Dạ hô cô, AD bằng AE. Đúng rồi, AD sẽ bằng với lại AE. Đây, thì khi đó cái tứ giác này nha, cái tứ giác ADME sẽ có hai cạnh bằng nhau, đó là cạnh AD bằng với lại cạnh AE. Đây có ký hiệu ba dấu gạch đây nha. Mà hình bình hành có hai cạnh này, hai cạnh có một điểm chung này gọi là hai cạnh kề nha. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì khi đó hình bình hành trở thành hình gì? Ai nhớ cái dấu hiệu này nè, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì nó trở thành hình gì? À cô mời Oanh. Dạ là hình chữ nhật ạ. Hình chữ nhật không đúng, hình bình hành có một góc vuông mới là hình chữ nhật, còn hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì nó là hình gì? À mời Quốc Tuấn. Dạ thưa cô, thưa em là bằng hình thoi. À đúng rồi, chính xác, thì khi đó nó sẽ trở thành là hình thoi ha. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh theo hướng đó. Đầu tiên ta có nè. Thứ nhất đó là AD thì bằng AB chia 2. Này cái phần này này cô giảng rồi ha, lý do đó là do là D là trung điểm của AB.
Rồi, tiếp theo ha, AE thì bằng AC chia 2. Lý do đó là E chính là trung điểm. Của cạnh AC. Rồi, mà AB thì bằng với AC, lý do nó bằng nhau là gì vậy Quốc Tuấn? Dạ thưa cô, là do AB bằng AC. À, của AB bằng AC là lý do gì ta? Tại gia đình nó cân tại A. À đúng rồi, chính xác, do cái tam giác ABC nó cân tại A ha, hồi nãy cô ghi trên này rồi ha. Do tam giác ABC, tam giác ABC cân tại A. Đó. Rồi, thì từ đây mình sẽ suy ra được AD bằng với lại AE. Đó. Rồi, từ ba cái dòng này ha, ta suy ra được là AD bằng với lại AE. Rồi, bây giờ ta trình bày tiếp nè. Lúc nãy ta có cái tứ giác. Giờ người ta hỏi tới là cái tứ giác ADME lúc nãy là hình gì, thì lúc nãy ta đã chứng minh được tứ giác ADME ở câu A ha, ADME là hình bình hành. Cái này là mình đã chứng minh ở câu A. Được chưa? Bây giờ nó lại có thêm AD bằng với lại AE, hình bình hành này lại có thêm hai cạnh kề bằng nhau. Cái này mình cũng vừa chứng minh được ở trên. Thì từ đây mình sẽ suy ra được tứ giác ADME chính là hình thoi. Đấy, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau trở thành hình thoi nha. Rồi bây giờ câu tiếp theo, câu C. Rồi câu C, cô sẽ lấy lại cái hình cô đưa xuống dưới này để cho dễ nhìn ha. Rồi câu C người ta hỏi như sau. Đó là nếu như cái tam giác ABC lúc này nó vuông tại A. Rồi nó vuông tại A là có một cái giả thiết ha, nếu như tam giác này vuông ngay tại A. Thì cái tứ giác ADME lúc nãy là hình gì? Rồi nó là hình bình hành rồi nha, các bạn ghi nhớ là ở câu A mình đã chứng minh nó là hình bình hành. Bây giờ cái hình bình hành ADME này lại có thêm một góc vuông là góc A. Vậy thì khi đó hình bình hành trở thành hình gì? Rồi ai nhớ là hình bình hành có một góc vuông thì khi đó trở thành hình gì? À có mời Trinh. Chữ cô là hình chữ nhật. À đúng rồi, chính xác, nó trở thành hình chữ nhật. À rồi bây giờ câu C ta giải thôi ha. Câu C. Tứ giác chúng ta trình bày như thế này ha, chúng ta trình bày là tứ giác giống như hồi nãy cô trình bày chỗ hình thoi á, thì tôi nói lại là cái tứ giác ADME là hình bình hành. Cái này là mình đã chứng minh ở câu A.
Rồi bây giờ lại có thêm cái góc A bằng 90 độ. Tại vuông tại A nên góc A bằng 90 độ, cô ghi vậy cho gọn nha. Cái này là giả thiết cho ha. Ta vừa mới cho ở câu C là giả thiết là có một góc bằng 90 độ, hình bình hành mà có một góc bằng 90 độ thì từ đây cô suy ra được cái tứ giác ADME chính là hình chữ nhật. Rồi, như vậy là xong câu C. Câu cuối cùng. Câu D. Trong trường hợp tam giác ABC vuông tại A. Rồi bây giờ tam giác này vuông tại A. Biết cạnh AB là bằng 5 cm. Rồi, cạnh AC là bằng 12 cm. Rồi AB, tam giác ABC vuông tại A, cho nên AB và AC chính là hai cạnh góc vuông của tam giác này nha. Và cho số đo hai cạnh góc vuông rồi, yêu cầu tính độ dài AM. Rồi bây giờ cô sẽ nối A với M lại. AM chính là đoạn này nè các em. Đây. M là trung điểm của BC. Vậy thì đoạn thẳng nối từ đỉnh A đến trung điểm cạnh đối diện của nó, AM này được gọi chính là đường trung tuyến của tam giác ABC ha. AM thật ra nó chính là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nè các em. Thì các em nhớ lại hôm trước cô có dạy bài là trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì ta sẽ tính như thế nào ha. Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng, tính như thế nào nè. À cô mời Quốc Tuấn. Dạ theo cô là bằng 1/2 cạnh huyền. À đúng rồi, chính xác, trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng 1/2 của cạnh huyền. Đó, như vậy trong trường hợp này ha, muốn tính AM. Đó, AM do nó là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên nó sẽ bằng BC chia cho 2, hay các bạn có thể ghi 1/2 BC cũng được. Nhưng mà trong bài này cô chưa cho BC, mà BC bằng bao nhiêu mình không biết, thì mình phải yêu cầu mình là phải cần tính được độ dài của cạnh BC trong tam giác vuông này. Vậy bước đầu tiên phải tính được BC ha. Rồi làm sao để tính được BC đây? Có mời Đình Tuấn. Dạ thưa cô, là đầu tiên là BC tam... bình phương. À đúng rồi, BC bình phương, như trước tiên mình phải nói là muốn ứng dụng định lý Pythagore đúng không? Thì em phải xét tam giác gì trước đã nè. Tam giác ABC. Đúng rồi, nhưng mà nó phải như thế nào đã? Định lý thì cô là vuông A. Vuông, đúng rồi, cho nên là mình phải ghi là tam giác ABC vuông tại A. Rồi có ha, BC mũ 2 chính là bằng? Bằng AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Đúng rồi, cộng cho AC mũ 2. Rồi bây giờ ta thế số, cái này chính là định lý Pythagore ha. Dạ cô, BC mũ 2. Rồi, bằng... BC mũ 2 bằng 5 mũ 2 cộng 12 mũ 2. Đúng rồi, và kết quả này ra bằng? Dạ cô, 5 mũ 2 là bằng 25 12 mũ 2. 140 bằng... 144 cộng cho 15. 134 cô. 144 cộng cho 15 mà. À 25 chứ, 25 cộng cho 144 chứ. 144 hả cô? Đúng rồi, 12 mũ 2 là 144, lấy 144 cộng cho 25 là bằng 144 cộng cho 25 là bằng 159 đấy. 169 chứ. 4 cộng 2 là 6. Rồi B mũ 2, BC mũ 2 bằng 169. Vậy từ đó muốn tìm BC ta làm sao? BC bằng căn bậc của 169. À căn bậc 2 của 169 và kết quả bằng? Dạ, em không cần máy tính luôn. À cái này là căn bậc 2 của 169 là sẽ ra bằng 13 ha. Vậy thì BC bằng 13 cm. Vậy thì từ đó ta rất là dễ dàng tính được tính được AM ha. Muốn tính AM ta làm, AM sẽ bằng, AM bằng gì Tuấn ha?
Dạ thưa cô, AM bằng BC chia 2 là bằng 13 chia 2. Đúng rồi, 13 chia cho 2 và kết quả bằng 6,5. Đúng rồi, 6,5 cm ha. Rồi, ở đây cô phải giải thích tí làm sao mà mình biết được AM bằng BC chia 2, đó là vì AM chính là đường trung tuyến ha. Ứng với cạnh huyền BC. Cho nên mình muốn tính AM thì ta phải lấy BC chia 2. Rồi như vậy là cô đã sửa xong câu 2 cho các em ha. Bây giờ chúng ta sửa tiếp theo đó là câu 3. Bạn nào không kịp thì các bạn nhớ nói nha. Câu 3. Cho tam giác ABC quân tại A. Rồi mời bạn đọc đề bài đi. Mời bạn Dũng. Cho tam giác ABC quân tại A, đường cao AH kẻ HD vuông góc là cao H kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. A chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. B gọi F là điểm đối xứng với E qua A. Chứng minh tứ giác AFDH là hình bình hành. C tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ADHE là hình vuông. Rồi. Bây giờ đối với lại câu 3 này ha, chúng ta cũng tiến hành vẽ hình. Rồi, đầu tiên, theo bạn Thái Thảo thì đầu tiên ta sẽ vẽ gì trước ha? Bạn Thái Thảo ơi, vẽ gì trước ha? Dạ, cô hỏi lại được không cô? Em hướng dẫn cho các bạn cách vẽ hình nha. Cách vẽ hình bài bài 3 hả cô? Đúng rồi, chúng ta đang vẽ bài 3 mà. Dạ. Rồi đầu tiên thì vẽ gì trước nè? Vẽ tam giác ABC. Rồi, nhưng mà tam giác ABC là vẽ như thế nào chứ? Dạ, vuông tại A. Đúng rồi, vẽ tam giác ABC vuông ngay tại A. Chúng ta vẽ tam giác ABC. Nhớ là lưu ý có cái góc A là góc vuông nha, đánh dấu góc vuông vào. Sau đó vẽ gì nữa ha? Dạ, vẽ đường cao AH vuông với lại BC. Đúng rồi, chính xác, chúng ta sẽ vẽ một cái đường từ A ha, vuông góc với lại BC ngay tại H, là phải vẽ ký hiệu vuông góc ở đây nha, do nó đường cao, AH đường cao. Rồi cuối cùng ha, tiếp theo ha. Dạ, vẽ HD vuông góc với lại AB tại D. À đúng rồi, đây AB đây nha các em. Thì chúng ta sẽ vẽ một đường từ H kẻ sao cho H, vuông góc với lại cạnh AB và vuông góc ngay tại D, đánh ký hiệu vuông góc vào. Rồi tiếp theo. Dạ, kẻ thêm HE vuông góc với lại AC tại E. Đúng rồi, vậy từ H ha, cũng từ cái điểm H này chúng ta sẽ xác định đây chính là AC, thì từ H chúng ta sẽ hạ một cái đường vuông góc với lại AC ngay tại E, ký hiệu vuông góc vào. Rồi, vậy thì là xong cái hình của mình rồi ha. Rồi, sau khi chúng ta vẽ xong cái hình thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Chứng minh, câu A là chứng minh cái tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Rồi, cái câu này là tương đối dễ nè các em. Tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Có bạn Đình Tuấn, Khánh Ly. À rồi, cô mời Khánh Ly. Dạ, cô là tứ giác ADHE có góc BAC bằng 90 độ. Dạ. Cái này, để cô ghi lại chứ. Tứ giác ADHE có nè. Thứ nhất là góc BAC bằng 90 độ. À, góc BAC, hay mình có thể nói ở trong cái tứ giác này mình có thể nói góc DAE cũng được ha. Đây, cụ thể chính là cái góc A này nè, là góc vuông nè. Thì trong tứ giác thì cô sẽ gọi cái góc này là góc DAE. Rồi, cái góc thứ hai là góc nào em? Dạ, cô là góc HDC. À, đúng rồi. Góc H là không có nằm ở trong cái tứ giác mình đang xét rồi em ơi.
Nó có khi cái... nào mà DH đây nè, khi nào em phân biệt ra là khi nào mà DH với lại HE vuông góc với nhau thì mới gọi, trong này mới gọi là góc vuông. Khi nào có ký hiệu như thế này nè thì nó mới vuông. Còn H này là nó vuông góc với lại BC mà. À, H vuông góc với BC mà. À vậy em mới lộn rồi. À lộn. Rồi góc thứ nhất là góc A là đúng nè. Góc thứ hai em nhìn rõ nhất đó là góc nào? Góc HE. Đúng rồi, góc thứ hai là góc E này nè. Đó, thì đọc đó là góc HEA, chữ E ở giữa là được ha. HEA. Rồi góc thứ ba là góc nào? Góc nào cũng là bằng 90 độ nữa. Em chưa tìm, em chưa nhìn được. Thấy trên hình cô nể luôn góc thứ ba đó. HEA. À đúng rồi, cái góc D này nè. Thì chúng ta để chữ E ở giữa, chữ D ở giữa là được ha. Đó là góc A D H hay là H D A gì cũng được, miễn sao để chữ A D ở giữa là được. Rồi ba góc này cùng bằng 90 độ. Cái này là giả thiết cho rồi ha. Đây, một tứ giác mà có ba góc vuông, tứ giác có ba góc vuông thì khi đó nó trở thành hình gì? Dạ coi là hình chữ nhật. Đúng rồi, chính xác. Từ đây mình sẽ suy ra được tứ giác A D H E chính là hình chữ nhật. Đó, vì tứ giác này có ba góc vuông nên nó chính là hình chữ nhật ha. Đó, như vậy các bạn thấy cái câu này nó tương đối là dễ. Bạn nào á mà mình không biết đọc tên ba chữ á, các bạn có thể đánh số ha, các bạn có thể đánh dấu đây là A1, đây D1, đây là E1. Các bạn nói góc A1 bằng góc D1 bằng góc E1 và bằng 90 độ cô cũng chấp nhận luôn ha. Rồi, câu tiếp theo câu B. Câu A là xong rồi. Nếu mà bài này cho thi là làm vô tư đúng không? Câu A nè, câu A là dễ nè, dễ lấy điểm rồi. Rồi, câu tiếp theo nha. Câu B. Rồi, câu B phải vẽ thêm vào hình nè. Gọi F là điểm đối xứng với E qua A. Rồi, bây giờ ta phân biệt ha. F sẽ đối xứng với E và qua A, có nghĩa là A phải nằm chính giữa của F và E. Được chưa? Rồi, xác định là E đây, A đây, thì A phải nằm giữa, nằm chính giữa E với F. Thì bây giờ điểm E thì nằm bên bên phải, thì bây giờ F cũng phải vẽ bên trái. Rồi vẽ sao cho khoảng cách từ E đến A phải bằng khoảng cách từ F đến A ha. Ở đây xác định là tầm hơn 2 ly. Đó, rồi. Sau đó xác định được điểm F là do cái tính chất đối xứng ha. E và F đối xứng với nhau qua A cho nên là hai cái đoạn này nó sẽ bằng nhau nha các em. Đó. Rồi AF và AE sẽ bằng nhau. Rồi người ta yêu cầu chứng minh tứ giác AFDH là hình bình hành. A, F, D, H. Vậy bây giờ chúng ta phải nối F với lại D nữa. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ cái tứ giác mà mình cần chứng minh nó là hình bình hành. Tô đỏ nó lên cho các bạn dễ phân biệt ha. Rồi bây giờ ta phải chứng minh tứ giác màu đỏ này là hình bình hành. Ta chứng minh tương tự như câu lúc nãy ta vừa chứng minh ở trên đó các em. Muốn chứng minh A, F, D, H là hình bình hành thì ta cần phải chọn ra một cặp cạnh và ta chứng minh cặp cạnh đó vừa song song và vừa bằng nhau.
Rồi ở đây nè, để cho dễ ha, chúng ta sẽ chọn hai cặp cạnh, đó là cạnh DH rồi và cạnh AF. Ta phải chứng minh được ha, muốn chứng minh tứ giác AFDH là hình bình hành, cô sẽ chọn ra hai cạnh đối diện, đó là cạnh DH và cạnh AF. Cô sẽ chứng minh hai cạnh này vừa song song với nhau và đồng thời DH và AF nó phải bằng nhau. Rồi, nhưng bây giờ quan trọng làm sao được chúng ta chứng minh nó song song. Lúc nãy ta vừa chứng minh được tứ giác này nè các em, đó là tứ giác ADHE là hình chữ nhật, thì có phải rằng là hai cạnh đối diện đó là cạnh AE và cạnh DH này sẽ song song với nhau chưa? Nhìn kỹ nha, DH và AE sẽ song song với nhau. Bây giờ cô sẽ chứng minh song song trước nha. Do thứ nhất lúc nãy là DH và AE song song với nhau, do nãy mình đã chứng minh được tứ giác ADHE là hình chữ nhật cho nên hai cạnh đối diện này song song với nhau. Mà DH song song với AE thì DH có song song với lại AF không? Đây, DH song song với AE thì chắc chắn nó cũng sẽ song song với lại AF rồi ha. Đó, như vậy là mình đã chứng minh được một ý là song song rồi. Rồi, tiếp theo làm sao để mình chứng minh bằng nhau, mình cũng dựa vào tính chất hình chữ nhật lúc nãy ha. Lúc nãy cô mới nói rằng là tính chất đó là DH và AE, đây là hai cạnh đối diện của hình chữ nhật, nó vừa song song theo tính chất của hình chữ nhật ha, hai cạnh đối diện này sẽ vừa song song và vừa bằng nhau. DH và AE bằng nhau, làm sao để ta chứng minh được DH cũng bằng với lại AF đây ta? Có bạn nào giải thích được không? DH và AE bằng nhau, lý do. Đây nha, cô đánh dấu bằng nhau và cho các bạn thấy nha. DH và AE nó bằng nhau, lý do là do nãy mình đã chứng minh được tứ giác là hình chữ nhật cho nên hai cạnh đối diện này nó sẽ bằng nhau. Vừa song song và vừa bằng nhau, ý song song cô đã vận dụng ở trên rồi, còn bây giờ tới ý bằng nhau. Thì làm sao ta suy ra được DH cũng bằng với lại AF? À, mời bạn Oanh. Dạ thưa cô, là bởi vì AF bằng với lại AE. Đúng rồi, chính xác. AF và AE lại bằng nhau ha. Đó, AE và bằng với lại AF. Đây, theo tính chất, các bạn quan sát ha, DH thì bằng AE. AF và AE cũng bằng nhau nữa, DH và AF cùng bằng với lại AE, cho nên từ đó mình sẽ suy ra được ha, DH sẽ bằng với lại AF. Như vậy ta đã chứng minh được tứ giác này có hai cạnh đối, thứ nhất đó là song song, thứ hai là bằng nhau. Thì tứ giác này chính là hình bình hành. Rồi, đầu tiên ha, mình sẽ nói là vì nè. Bây giờ chứng minh song song trước nha. Vì DH song song với lại AE. Rồi, lý do chúng song song nãy cô nói đó, các em vừa nhìn hình vừa giải thích lại cho cô thử ha. Cô mời bạn Trình, vì sao cô nói rằng DH và AE song song với nhau? Dạ cô, tại vì nó là hình chữ nhật cô. À đúng rồi, chính xác là do cái tứ giác ADHE là hình chữ nhật ha. Rồi, nãy mình vừa chứng minh ở câu A, từ đó mình sẽ suy ra ngay được DH sẽ song song với lại AF. Rồi, chứng minh được một ý song song rồi. Rất dễ dàng để chứng minh được song song. Tiếp theo ha. Vì cái tiếp theo đó là DH thì bằng với lại AE. Vì sao vậy Trình? Ừ, cô, tại vì AF bằng AE. Chưa mà, DH bằng AE mà, chưa chứng minh được DH bằng AE. Lý do hai cạnh bằng nhau đó là tại vì ADHE là hình chữ nhật. Đúng rồi. Mà AF thì cũng bằng AE luôn. Lý do mà nó bằng nhau, AF bằng với lại AE, lý do là do hai cái điểm F là điểm đối xứng. Cô lấy câu trên đề bài ha, F là điểm đối xứng với E qua A.
Đó. Rồi, từ hai điều này thì ta sẽ suy ra được đó là DH bằng với lại AF vì nó cùng bằng AE. Đó, như vậy ta đã chứng minh được tứ giác này có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Bây giờ tới đây ta chỉ cần nói là tứ giác AFDH. Giờ ta chứng minh nó là hình bình hành ha. Ta nói là tứ giác AFDH có. Rồi, mời Trình chứng minh tiếp cho cô nha. Nếu cô là có DH song song với lại AF. Đúng rồi. Vậy DH bằng AF. Đúng rồi. Này mình vừa chứng minh được ở trên ha. Từ hai điều này suy ra được là tứ giác. Suy ra tứ giác ADHC. AFDH chứ. AFDH là hình bình hành cơ. Đúng rồi, nó chính là hình bình hành. Rồi. Rồi các em sửa tới đây tí xíu nữa. À, còn thời gian cô sẽ sửa cho các em tới tiết sau cô sẽ sửa cho các em câu C ha. Rồi. Bây giờ các em sẽ